đây mũi quá mọi người. Mũi không à? Quá trời. Mũi không à? Mũi trắng. Alo, Trọng xin sâu, xin nghe. Dạ, anh ở chỗ anh còn sâu lộ đỏ khoảng tầm 1 triệu mấy nha bạn. Có đó, cho bạn có coi trong YouTube không? Dạ có. Ờ đó mình để giá cả thẳng hôi luôn đó. Có 3 con đó. Dạ rồi. Bây giờ anh ở đâu ta? Quốc lộ Bà Rịa em chạy lên Bà Rịa cũng có người mua chim mà mình nhiều lắm á, đầu đỏ nhiều lắm á. Dạ. Trời ơi con. Bạn Bà Rịa bạn chạy lên đây khoảng gần nửa tiếng á. Dạ. Chưa chạy qua mới Long Thành đó. chưa tới chân cầu vượt đường cao tốc Long Thành đó. Qua ngã ba Nhân Trạch khoảng 500m có cái chân cầu vượt đường cao tốc Long Thành, bạn vừa chạy qua khỏi chân cầu vượt khoảng 50m bên tay phải có cái con đường cán nhựa bự, bạn chạy vô khoảng 50m bên tay phải có cái sạp trái cây nó nằm ở dưới đất á, có cái hẻm nó chạy vô nhà mình. Dạ. Giờ đi chưa khoảng xíu này em ở đây rồi em gọi em hỏi trước rồi ok rồi.
sao xin nghe ạ? Alo. Ừ anh, em bây giờ em đang đứng ở chỗ chân cầu vượt á. Hiện tại là mình đi đâu nữa ta? Em ở Vũng Tàu đi lên đúng không? Dạ. Em chạy qua khỏi chân cầu vượt khoảng 50 mét, bên tay phải có con đường cán nhựa bự. Rồi em chạy dạ. khoảng 50 mét, bên tay phải có cái sạp trái cây nằm ở dưới đất, có hẻm với dạ. nhà mình đứng kinh đợi nè. Dạ rồi rồi rồi, rồi. Lên nhà này không có anh nhà. Lúc hồi sớm không biết giờ nào đi cho nên mới giờ đi về đi đâu gì nữa. Thì sớm lúc điện là đang đi chợ đồ đỏ. Bữa lúc này anh em Vũng Tàu chơi đồ đỏ với cô vậy đó. Ừ. Để quay video có đầu tư nữa lắm chứ bộ nè cái này nữa nè đầu tư dữ lắm mà không đủ tiền lúa 3 năm rồi lãnh có 100 đồng 3 năm mà có 100 đồng cái trên kia nữa được việc nữa khỏe cái việc rồi nó không bỏ con cháu vô đâu có tiền đâu. Con này là con ở lồng vuông nè. Con này là ở lồng vuông á. Này này. Con mồi. Mồi kia bữa bán gì vậy Vũng Tàu? Con kia là kim zin, con hồng sắt à. Thấy chó nó sớm giờ chó quằn rồi đấy nha. Hồi đó là nó không chồng ba cha. Con là con nuôi lên à. Con trong bên kia. Còn con là bán rồi. Con này con khác nữa. Con này trước con đó. Thì em cũng mới coi mấy ngày đây anh. Con kia ở trong cái lồng á, trong cái lồng vuông á. Lồng vuông hả? Dạ. Lồng vuông là con kia. Đó, con lên đó đúng rồi hả? Kêu, nó kêu riết bởi bể tiếng luôn à. Trọng giọng còn gì thấy không? Chưa có trọng giọng. Tính lên bắt cặp mà không biết có con máy không?
xưa nó cũng bến mồi rồi đó. Nó nhiều mái quá. 5-7 mái rồi đó. Ở đây mái rồi coi. Mái nó dữ lắm. Em cũng kiếm mấy con mái mà toàn là anh toàn ở đâu mình thành họ sao. Môn nữa sao mà. Không môn nó cũng nó kêu lỏ gì. Chưa thấy á. Sâu đầu đỏ.